đời đạo liên quan rạng chói ngời. Trần hoàng biển khổ thẳm dơi dơi. Thanh minh đạo đức câu quyền bi, mượn lấy bút nghiêng tỏ ít lời. Hồng lạc giống xưa rất tuyệt vời, sao mà dương thế mặn lo chơi. Sớm chiều tự liệu rèn tâm trí, đạo đức nhiệm sâu lão khuyến mời. Thiên sanh thiện tánh tác thì gia, tông tích cổ kim lượng thử hà. Sư già hạ trần nhân mạc kiếp, ngã hồi dương thế thuyết quyền ca. Đại phong liệu khước tàu nam gia, thiện chí hồ thiên thức ngọc tòa. Trung sơn tế giang lư bồng kiến, giác tình sanh kỳ tôi. Bửu ngọc mai danh ẩn nhục tràng, sơn đài hồ hải luyện tứ phan. Kỳ sanh tạo giả thi truyền tục, hương dài thao tôi thì bảo gian. Ngũ hồ ly cấu tạng hài tiên, nguyện thuyết thanh danh tác thiện duyên. Thầm thầm tôi thiệu kim tàng cốc, đa già khứ hồi dài nghiệp duyên. Canh tràng giả đoạn, đoạn canh sơ, ngã thứ trung sanh trực. Kính thưa quý vị thân mến, đồng quê kính chào toàn thể quý vị, chào bà con xa gần, chào những người thân quen chương trình đồng quê. Đồng quê hôm nay cũng có mặt rất là sớm ở tại chùa thầy nơi ông Phật tử. Kính thưa quý vị, được biết hôm nay thì là ngày 12 tháng 8 2023, là ngày Đức Phật thầy Tây An viên tịch. Tại Thái Sơn có một buổi lễ rất là long trọng nơi đó. Hôm nay đặc biệt thì Tùng Quê không có đi dự lễ phía trên Thái Sơn. Tùng Quê ở nhà sẽ trực tiếp quay phim tại chùa, cập nhật tại chương trình hôm nay. Tại vì hôm nay thì Ban Quản tự chùa Hòa Tự cùng với Ban Chủ sự Trung ương có một cái buổi lễ cầu nguyện tại chánh điện chùa Hòa Tự. Thì trước tiên Tùng Quê kính chào toàn thể quý vị, chào bà con xa gần, kính chúc toàn thể bà con luôn được mạnh khỏe, bình yên, hạnh phúc và luôn được hưởng trọn mùa đại lễ hôm nay, đại lễ mà ngày kỷ niệm Đức Phật thầy Tây An viên tịch. Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng chân thành cảm ơn quý vị, những người đã luôn xuyên suốt xem chương trình của kênh Tùng Quê, ủng hộ Tùng Quê rất là nhiều. Thì hôm nay Tùng Quê sẽ trực tiếp, và đặc biệt hôm nay thì vào lúc 7 giờ thì sẽ có một cái chương trình cầu nguyện nơi chánh điện chùa Hòa Tự do ban trị sự trung ương cùng với ban quản tự chùa Hòa Tự sẽ làm chương trình lễ hôm nay. Thì Tùng Quê sẽ tranh thủ buổi sáng này cập nhật một chút quý vị ha. Kính thưa quý vị, rồi kính mời quý vị vào bên trong chúng ta đảnh lễ các con thờ. Giờ này thì chưa được 7 giờ nha quý vị. Anh ở đâu lận? Tôi bên Tam Nông. Tam Nông là hả? Vậy là anh qua từ qua nay? Đi tôi ngày kia đó. Dạ. Tôi đi Tầm Sơn. Tầm Sơn. Tầm Sơn tôi làm lễ cúng rồi đi dài dài lần này lên chùa Tây An rồi dài lên này. Vậy qua. Là anh không có đi Thế Sơn. Không. Đi của mình. Đi mình một à. Đi Honda hả vậy? Honda. Kính mời quý vị hướng đến Tâm Bảo, hướng đến các chư Phật, quay lên Đức Thầy đảnh lễ. Dạ tôi xong, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 12 thì bà con đi lễ phía bên Thái Sơn. Trên núi Cấm thì cũng có duyên ghé chùa thầy cúng. Bây giờ đây thì tôi xin quay một chút quý vị thấy là hiện tại ban quản tự cũng đã chuẩn bị một cái bàn hương án có bông hoa và đèn cây đầy đủ. Hiện tại mình thấy bà con là thấy cũng là lạ nè quý vị, sẵn đi lễ rồi hôm nay đi luôn cái chùa thầy. Hai cái thưa quý vị, bông hoa trên bàn hương án cũng có một bình bông và ba chén bông cũng rất là đẹp, đã chuẩn bị sẵn bàn hương án. Có ba chung nước, hai cái đèn cầy, rồi có hai chân đèn hai bên, cũng có đèn cầy luôn đó quý vị. Phía trên thì các con thờ bông hoa rất là đẹp, đặc biệt là bông lan như chính điện nha quý vị. Vì vào lúc 7 giờ 30 thì sẽ bắt đầu làm chương trình cầu nguyện nhân dịp ngày lễ kỷ niệm Đức Phật Thầy Tây An viên tịch tại chùa An Hòa Tự, ban sự trung ương cùng với ban quản tự chùa An Hòa Tự sẽ có một buổi lễ cầu nguyện nhân dịp tới dân an nơi chánh điện. Chúng tôi cũng sẽ quay lần lần vào trong để giới thiệu của quý vị. Hôm nay thì trang bị bông hoa đã đầy đủ để chuẩn bị làm lễ nha quý vị. Ở đây thì Đức Phật Di Lặc, hai bình bông hai bên, bông đặc biệt là bông lan rất là đẹp. Nơi bàn Đức Quan Âm Nam Hải có một bình bông lan trắng. Nơi
Đạt Ma Tổ Sư thì có hai bình bông cũng là bông lan. Chúng tôi kính mời quý vị hướng đến chân dung Đức Thầy để rồi cảnh lễ. Nơi chân dung Thầy hôm nay thì hôm qua cũng rất là đẹp. Có một bình bông sen, cái đơn vị của mình bông sen đẹp. Cái đồ gì bông hoa cũng đã trang bị rất là đẹp, chuẩn bị cho ngày lễ hôm nay, ngày kỷ niệm mà Đức Phật Thầy đã viên tịch. Đức Phật Thầy Tây An là tiền thân của Đức Thầy. Nơi bàn thờ của Đức Phật Thầy Tây An cũng bông hoa rất là đẹp. Có một bình bông sen ngồi như các bạn. Giờ này thì cũng có bà con cúng lây dài không nhỉ? Vào lúc 7 giờ rưỡi bắt đầu vào chương trình, 7 giờ thì chuẩn bị. Cái thủ vị thông bánh phía đối diện của có một cái trường trung cấp rất là đẹp. Phía ngoài hiện tại trời cũng rất là mát. Thôi bây giờ chúng tôi sẽ đi lần ở phía sau để mà mình điểm tâm sáng nha quý vị. Kính thưa quý vị, Tùng Quê sẽ đi ra phía sau mình dục sáng ở tại chùa. Hôm nay buổi sáng này tại chùa có đãi món gì đây nha quý vị. Giờ này thì bà con mình cũng ăn sáng sáng thật là sớm. Chị ơi, giấc này giấc sáng mình còn gì ăn sáng không chị? Bún hả? Dạ. Cái xe chở quý vị ơi, có bún bây giờ rất là ngon. Giới thiệu cùng quý vị. Vậy là mình đãi bún giấc sáng này bao nhiêu đó là xong? Vậy đó hả? Bún nhiều lắm. Rất là ngon nữa. Rồi, kính mời quý vị dùng bún với chúng tôi. Cái đu gì do sáng sớm rất là sớm có hai cái xe chở lương thực tới gì lương thực thường thường là dưa leo rồi rau cải củ đầy đủ. Mình đang dùng bún nha quý vị. Có một con anh cũng đang ngồi ăn với mình. Anh ở Cà Đầm hôm nay, anh cũng chưa biết là hôm nay có làm lễ, thành ra ông tới không dự. Chào anh. Bữa nay đi có bà xã theo ha? Có. Dạ. Những nhà đại phu cái nghiệp thuộc hàng lúc 7 giờ rưỡi đến 8 giờ
chương trình còn có 3 phần. Một là phần khai mạc, hai là phần nội dung, ba là phần bế mạc. Phần khai mạc rồi là có 3 phần. Một là tuyên bố lý do, hai là giới thiệu tình dựng, ba lịch sử của Phật giáo. Phần hai nội dung còn có 5 phần. Một là khởi động tống tu đại trung tâm và tự, hai là phát gian, ba cầu quốc thế dân an, bốn để lễ kinh dung đức thầy, năm để dạy các cô thờ còn đại nhật an. Phần ba bế mạc cũng có 2 mục: một đáp từ ban quản tự, hai mời quý khách và đồng đạo chúng tôi. Chương trình để dưới cái một ngày xe chương trình ngày 12 tháng 8 năm Quý Mão 2023 diễn ra tại một cái điện thực này lúc 7:30 đến 8:00. Kính thông báo đến cho quý đồng đạo về chùa thầy lễ Phật. Quý vị khi đến giờ hành lễ, quý vị lễ bái bình thường. Khi đến giờ làm lễ thì chúng tôi thông báo quý vị tạm ngưng và đứng xếp hàng theo quý vị trong ban nghi lễ hôm trang thánh tiết. Chùa thầy sẽ sắp đặt chú quý vị sắp dài ra kính thưa quý vị thân mến, chương trình làm lễ sắp bắt đầu rồi. Hiện tại thì bà con cũng tập trung từ từ. Chào chú Phú, khỏe chú? Dạ. Kính thưa quý vị thân mến, chương trình làm lễ kỷ niệm mà ngày Đức Phật Thầy Tây An viên tịch hôm nay là ngày 12 tháng 8 2023, tại An Hòa Tự, chùa Thầy, ban trị sự trung ương cùng giữa ban quản tự chùa An Hòa Tự có làm một buổi lễ cầu nguyện nơi chánh điện thầy, nơi chánh điện chùa thầy. Chương trình lễ vào lúc bắt đầu vào 7:30. Hiện tại thì xung quanh khuôn viên chùa cũng rất là bình yên, tốt đẹp, phong cảnh hiện tại cũng rất mát mẻ. Có một số đồng đạo đang ngồi chờ để làm lễ. Tùng quay cũng sẽ quay nơi Đức Hộ Pháp. Hiện tại có thờ Đức Hộ Pháp cũng mong qua rất là đẹp, rất là trang nghiêm luôn vậy. Mời có một cây nhang rất là bự đang cắm xong. Mời quý vị kính lễ có môi di động. Các đồng quý vị thân mến, vào những ngày này phía trên Thủy Sơn bà con đi chùa, chúng tôi không có đi được nhưng mà chúng tôi cũng được biết là ở trên Thủy Sơn hiện tại bà con đi lễ cũng rất là đông, đông hơn mọi năm đúng không vậy. Nơi ấy thì bà con cũng được sự chiêu đãi rất là nồng hậu, rồi cách trồng cơm cũng diễn ra, rồi đãi cho bà con đi lễ cũng rất là nhiều luôn. Thì chúng tôi cũng biết rằng ở chánh hôm nay tổ chức cũng rất là lớn. Còn ở tại chùa thầy thì qua 2 ngày là mùng 10 và 11 thì bà con đi chùa lễ Phật ở tại chùa thầy cũng rất là đông, tại vì thấy bà con cũng trước khi đi lên Thái Sơn dự lễ phía trên chảnh thì cũng ghé chùa trước để rồi cúng xong rồi mới viếng tu đình rồi bắt đầu mới lên trên lễ, hay là hoặc giả đoàn sau khi đi lễ trên phía trên chảnh xong rồi trở về cũng viếng. Thành ra thấy chùa 2 ngày rồi cũng rất là đông. Thank you.
Các vị này đang lau cho khô để mà chuẩn bị để làm lễ được khô ráo sạch sẽ. Chúng tôi quý vị hiện tại thì trong đời chánh điện thì bà con cũng đang cởi bái cúng cái tôi thì các anh các chú mình cũng đang lau cho sạch ở phía sân chùa, tại vì hôm cũng có mưa không vậy. Phía trước chùa thầy trường trung cấp cũng nhìn thấy cổng rất là đẹp luôn, mình phía trước là xe chạy lại cũng rất là đông. Kính thưa quý vị, chùa Hòa Tự là một ngôi chùa mà đã ra đời và hình thành đạo Phật giáo Hòa Hảo, là một ngôi chùa đầu tiên của đạo Phật giáo Hòa Hảo và được Đức Thầy là một vị giáo chủ rồi ngài khai sáng đạo Phật giáo Hảo vào năm 1939, vào một ngày rất là đẹp trời, đó là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939. Đạo Hòa Hảo thì được hình thành từ đó và tới giờ, trong thời gian suốt thời gian từ 1939 tới nay thì đạo Phật giáo Hòa Hảo đã thành tựu rất nhiều, đạo pháp được triển khai và tổng thể tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cũng đã thực hiện làm theo lời chỉ dạy của Đức Thầy, làm tốt mọi điều. Kính thưa quý vị, Đức Thầy cũng ước mơ thế giới lăng hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Đức Thầy mong mỏi tất cả chúng sanh ai ai cũng vậy, hãy cố gắng để mà ước trăm họ nhà mình có cánh đồng bay về cực lạc Bạc La Đàn. Ước tất cả quý vị luôn được nhẹ nhàng, thân tâm thường lạc, đạo quả sẽ duyên dung, để rồi sẽ được về một cảnh giới rất an lành. Hiện giờ thì chúng tôi cũng đang thấy đồng đạo cũng rất là đông đang trở về để mà chuẩn bị buổi lễ. Vào lúc 7:30 thì còn có giờ này thì khoảng 7:20 rồi, còn 10 phút nữa sẽ làm lại. Kính thưa quý vị thân mến, giờ đây thì các chú các anh mình bắt đầu chuẩn bị
nhà các cô cũng đã tập trung, đồng đạo cũng đã tập trung để mà chuẩn bị làm buổi lễ. Các chị ở đâu rồi? Dạ, tỉnh Hậu Giang. Rồi này đọc sức mình đi trùng hợp giờ cái giờ làm lễ hả? Dạ. Chứ đâu có biết trước ha? Dạ không biết trước. Dạ. Dạ. Thủ duyên. Dạ. Thủ duyên lắm mới được. Thì chỉ còn một phút nữa thôi là sẽ làm lễ mấy chị ha. Mấy chị đi xong rồi đi lên trên Thái Sơn không? Dạ, trên Thái Sơn về đây. Thái Sơn về đây hả? Dạ. À, dạ. Rồi bắt đầu lên Tổ Đình về Tổng Sơn rồi về tỉnh Hậu Giang. À, đúng rồi, đúng rồi. Nam mô hiện giờ thì các đồng đạo cũng rất là đông để đang chờ đợi để làm lễ nha quý vị. Kính thưa quý vị, hiện tại nơi đây có một cái bàn hương án cũng đã rất là trang nghiêm để chuẩn bị làm lễ. Quý vị về nhà quý vị nhớ bắt tùng quê đó, quý vị sẽ thấy hài rẻ của thầy. Hãy
mới đi kiếm đúng không? Chào bác mình tự đến hàng để. Xin quý vị chào hàng. Để giữ sự trang nghiêm. Rồi bắt đầu quay vô. Rồi, hai. Xong. Tới không hai ơi? Tới rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đến giờ hành lễ, tôi sẽ đi vào chương trình. Phần khai mạc gồm có ba mục. Một là tuyên bố lý do. Kính thưa quý vị quan khách và chư quý đồng đạo, căn cứ theo nội quy hoạt động của chùa An Vô Tự được Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ban hành và chương trình đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm được chính quyền địa phương chấp thuận. Hàng năm đến ngày 2 tháng 8 âm lịch, ban phẩm tự An Vô Tự có trang trí bông hoa nhang đèn thật là tươm tất và rực rỡ huy hoàng trên các bồ thờ tại An Vô Tự. Có đặt bàn hương án rất là trang trọng tại ngôi chánh điện đường này, đó là để làm lễ quốc sở về nhà, đó là lý do của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đến tham dự buổi lễ hôm nay gồm có ban sự trung ương giáo hội giáo đạo trang phòng và các ban trực thuộc ban sự trung ương, ban phẩm tự An Vô Tự, ban sự giáo hội giáo đạo và các quý vị ban sự giáo hội giáo đạo các xã bộ phận xung quanh. Quý vị thì quý thức, quý vị quan tác, quý vị khách quý và quý đồng đạo đến tham dự đồng thủ. Đến phần lược sử, Đức Phật Thầy kính mời đồng đạo lên danh đạo. Chúng tôi là ba dự lực, chúng tôi giáo hội giáo hòa hảo, ba võ hội, an võ hội, các ban trực thuộc, ban trực thuộc trung ương, và quý bà con đồng đạo trong mến. Xin đọc lược sử Đức Phật Thầy Tây An. Đức Phật Thầy Tây An chính danh là Đoàn Vinh Nguyên, ngày sinh năm Đinh Mão 1807, Gia Lâm thứ sáu tại làng Đồng Sơn, chánh Diệm Thanh, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp. Bình sanh Phật Thầy sống cuộc đời bình dị như bao nhiêu thôn dân khác trong vùng, do đó ít được người đời để ý. Nhưng đến năm 43 tuổi, sau một thời gian ngắn mặt để tu học, ngài xuất hiện tại làng Đồng Sơn, qua Trà Bư, Lắp Giò rồi đến Long Kiến, An Giang. Ở đây ngài cứu độ được một số thôn dân chúng thoát chết nạn ôn dịch bạo hành, do đó người chúng theo về ngài rất đông. Sau đó một thời gian, ngài bị chính quyền Pháp đưa vào vua Tự Đức nghi kỵ, theo dõi khiến ngài phải chịu nhiều thử thách. Cuối cùng ngài được nhiều người nhìn nhận là bậc chư tôn và cho phép giáo đạo độ dân. Nhờ vậy ngài đến Tây An tỉnh Châu Đốc truyền bá giáo pháp. Lần hồi ngài cho khai quan mở mang nhiều nông trại và các cơ sở tu viện xung quanh Châu Đốc như Thới Sơn, Lãng Linh, nhân dân. Ngài được thế nhân xưng tụng là Phật Thầy. Chính Phật Thầy là giáo tổ môn phái Bổn Sơn Kỳ Hương, trên lấy Phật Đà làm gốc quy ngưỡng, dưới lấy Tứ Ân làm nền tảng giáo lý, đã dùng pháp môn và phần tu nhân làm phương châm hành giáo. Đệ tử ngài rất đông, đa số tu theo hạng tại gia cư sĩ. Về sau một số đại đệ tử của ngài được chứng quả là được Phật Thầy chỉ cho tiếp tục công việc giáo đạo cứu độ dân. Công cuộc cứu thế của Phật Thầy kéo dài từ 7 năm đến ngày 12 tháng 8 năm Bính Thìn 1856, ngài tịch tại Tây An Tự Chú Sa, thọ 50 tuổi, để lại cho đời một sự nghiệp cao quý đáng được hậu thế hành hương sùng ngưỡng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn. Đến phần
nội dung gồm có năm mục. Một là khởi động chống chuông đại hồng chung an và tự bắt đầu.
an thôi. Đến phần cầu nguyện quốc thế dân an, kính mời quý vị xá bà xá quỳ xuống. Nguyện Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đăng Đại Thần Chư Quan Cửu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi. Cảm ơn chúng mình hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm Quý Mão 2023 là ngày viên tịch của Đức Phật Thầy Tây An, ngày là giáo tổ của Sơn Kỳ Hương. Chúng con là ban trị sự trung ương giáo hội Giáo Hòa Hảo, ban quản tự An Hoàng Tự và đồng đạo nguyện cầu hồng ân tam bảo chư Phật mười phương quan đến thầy gia hộ hộ cho đất nước Việt Nam và các nước trên thế giới được hòa bình an lạc, mưa thuận gió hòa, toàn thể đồng bào và nhân loại được lạc nghiệp nhà nhà ấm no. Quý quan khách và đồng đạo đến cung viên chùa Thầy An Hòa Tự được giảng sự lành, đại dịch Covid và các biến thể được tiêu trừ, hộ độ ba tánh vạn dân tiêu tai tận sự, giải thoát mê ly. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính mời quý vị đứng lên xá một xá. Kính mời Thu Hương. Chữ niết hương niệm để làm khói cát bay loan tỏa với mùi hương trầm thơm ngát vừa em thị xong. Kính mời quý vị xa một xa quỳ xuống lại phố đại lễ lại Nam Mô A Di Đà Phật, lễ lại Nam Mô A Di Đà Phật, lễ lại Nam Mô A Di Đà Phật, lễ lại Nam Mô A Di Đà Phật. Mời quý vị đứng lên xá ba xá chính giữa nhà thì bên. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đến phần kính lễ Thiên Tôn Đức Thầy hai lần, kính lễ kính
hầu kính lễ tới xong kính mời xá hai xá đến thần để lại các ngô thờ còn lại ở an hoàng tử. Kính mời quý vị xá ba xá quỳ xuống lại bốn lại để lại nam mô a di đà phật, để lại nam mô a di đà phật, để lại nam mô a di đà phật, để lại nam mô a di đà phật. Quý vị đứng lên xá ba xá. Kính thưa quý vị, phần hành lễ đến đây đã xong. Sau đây đến phần bế mạc, còn hai môn một đáp từ phần ẩn tử, hai phần biết các thầy giáo dùng cơm và nước. Đáp từ phần ẩn tử, ban quản tử, ban quản tử thành kính biết ơn ba vị trung ương giáo hội giáo hoàng nhân phòng và các đăng trần phụ ba vị trung ương, ban quản tử, ban quản tử ban vị giáo hội giáo hoàng thị trấn Phước Mỹ, ban vị giáo hội giáo hoàng các xã hội các xung quanh, quý vị thiện trí thức, quý vị khách quý, quý vị quan khách và quý vị đồng đạo về cùng thầy trường lễ ngày hôm nay sức khỏe thật tốt để phục vụ đạo pháp và dân tộc, để làm sáng danh đạo rạng danh thầy, cao thân phận rạng danh hiếu đệ của giả thầy nơi chốn nơi đồng, và kính chúc phổ quyết quý vị được muôn điều an lạc, được an khang, được trường thọ, được tu thiện tâm tinh tấn đạo quả viên du và dạng sự các tường. Xin trân trọng kính chào và cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật. Kính mời quý vị đồng đạo tiếp tục lễ bái thần tượng. Và chúng tôi ban quản tử, ban quản tử trân trọng kính mời ban sự trung ương và giáo bảo dân phòng và các ban thần tượng, ban sự trung ương, ban quản tử, ban sự giáo bảo Mỹ, ban sự giáo bảo giáo bảo các xã hội các xung quanh, và quý vị thiện trí thức, quý vị khách quý, quý vị quan khách và chư quý đồng đạo về cùng thầy dự lễ. Hôm nay về lễ bái cả ngôi chính điện, cả ngôi thờ sống ở tầng này, một kính mời quý vị đến là chiếc đãi của ban vị sự trung ương. À, kính thưa quý vị thân mến, vừa qua cái buổi lễ làm thành tâm cầu nguyện do ban trị sự trung ương, ban quản tự chùa Hòa Tự đã xong, thành công rất là tốt đẹp, và tất cả bà con trở về để cùng với ban trị sự trung ương cùng với ban quản tự rất là đông, để rồi có một buổi cầu nguyện rất là thanh tịnh, trang nghiêm và rất là thành công. Bây giờ thì tất cả bà con cũng xa gần cũng bắt đầu tiếp tục lễ bái. Kính thưa quý vị, thấy bà con rất là thành tâm nên chúng tôi cũng tin chắc rằng là Đức Phật quay lưng tổ thầy sẽ hộ cho tất cả thế giới được bình an, thế giới được hòa bình. Dịch Covid tôi sẽ chống qua quý vị, bởi vì cái câu Đức Thầy chúng tôi nhớ lại là thiết tha thiện tính câu cầu nguyện vui đẹp già thầy luôn ước ao. Thành ra do đó thì chúng tôi cũng tin chắc rằng thì câu cầu nguyện hôm nay sẽ được kết quả mỹ mãn, tất cả bà con sẽ được hưởng một niềm vui bình yên trong cuộc sống. Thank you.
Dạ, chào. Chào chú. Có trần ha. Dạ. Chú bây giờ có cầu nguyện không? Có cầu nguyện chung. Dạ. Có cầu nguyện thống nhất. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ, chú cũng có biết ha. Dạ, biết. Biết để mình đến cho đúng giờ, đúng lúc. Dạ, đúng lúc luôn. Dạ, dạ. Chờ chờ chút cô chú. Dạ chờ chút. Đi đâu vậy? Có đi không? Dạ học. Có đi lại nha. Dạ dạ không có đi. Thiết tha thiện tính câu cầu nguyện vui đẹp nhà thầy đúng ước nhau quý vị ra câu cầu nguyện vui về thành tâm đã làm cho Đức Phật làm cho các vị tổ thầy quay linh tổ thầy và các vị sơn thần các vị chư thần hết sức cảm động và chúng tôi tin chắc rằng là buổi cầu nguyện sẽ kết quả và thành công. Nơi bàn thờ của Đức Phật Thầy Trang hôm qua cũng rất là đẹp, cho quý vị lễ bái không vậy? Kính thưa quý vị, giờ đây thì mình thấy bà con cũng khá đông. Quý vị, giờ đây thì Tùng Quê sẽ trở vào bên trong nơi Đức Ông Đức Bà đồng kính lễ Đức Ông Đức Bà nha quý vị. Kính mời quý vị đảnh lễ Đức Ông Đức Bà. Ở đây thì ở Tây Lan. Tây Lan có phần thờ Đức Ông Đức Bà nha quý vị. Kính mời đồng lên lễ. Đồng mời đồng lễ. Rồi xong. Kính thưa quý vị thân mến, giờ đây thì Tùng Quê cũng xin tạm dừng buổi phim buổi sáng này. Tùng Quê sẽ dừng nghỉ một chút khoảng tiếng hồ để Tùng Quê làm bộ phim này để cho kịp cho quý vị cùng xem. Và Tùng Quê sẽ hẹn lại vào buổi trưa, Tùng Quê sẽ tiếp tục quay thêm một bộ phim nữa trong ngày nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị, kính chúc quý vị bình yên. Nếu quý vị mà cảm thấy có duyên thì quý vị hãy đăng ký để mà đón xem những bộ phim tiếp theo. Và nếu cảm thấy hay thì quý vị ủng hộ Tùng Quê bằng một bấm like nha quý vị. Còn quý vị Tùng Quê. Tùng Quê. Dạ. Tùng Quê nha. Chiều nay có rồi nha. Dạ dạ. Dạ. Mấy chị ở đâu lận? Con ở Hậu Giang. Hậu Giang, Hậu Giang, đúng rồi, quá cứ có duyên. Dạ. Đúng rồi, nãy giờ đúng không? Ở Hậu Giang Long Mỹ. Long Mỹ hả? Hậu Giang. Mỹ Hậu Giang. Dạ. Ông hai Hậu Giang gì thế? Ông hai á. Dạ. Ông với mụ hai á. Ông hai gì? Ông hai Nhu á. Hai Nhu hả? Ông hai Nhu á. Dạ, chưa biết luôn á. Vậy sao? Chưa biết. Ông hai Nhu hồi đó ông biết hai Nhu, biết hai Nhu. Nhưng mà chưa đó đi đến đó lần nào. Có lẽ chú tới đi. Dạ, chừng nào lận?
tháng 3. Dạ dạ. Ơi, chúc các chị các cô chú mình đi. Dạ dạ dạ. Chỗ đó là chỗ ổng mất. Dạ hả? Dạ. Rồi ông đi xuống dưới ông tịch chứ. Dạ dạ dạ. Ờ dạ. Ơi, cảm ơn. À, giờ đây thì Tùng Quê sẽ dừng phim một chút nha quý vị. Kính chào quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.